Xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn, đầu bếp sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách thức để làm món ếch xào bông súng, đó chính là đầu bếp Cường Thịnh. Xin chào anh Thịnh. Chào Khánh Huyền, chào quý vị khán giả của chương trình Thành phố hôm nay. Bữa nay mình sẽ làm một cái món ăn từ bông súng. Thì nhắc đến bông súng, bông sen thì người ta nhắc đến Đồng Tháp. Thì ở Đồng Tháp có một cái câu nói về bông súng rất là hay, đó là muốn ăn bông súng mắm kho thì về Đồng Tháp ăn cho đã thèm. Tuy nhiên hôm nay chúng ta ở thành phố nhưng mà muốn ăn bông súng cũng có, đúng không anh? Đúng rồi, và hôm nay mình cũng làm một cái món từ bông súng, đó là ếch xào bông súng. Dạ, thành phần nguyên liệu mình sẽ chuẩn bị những gì anh? 200g thịt ếch, 200g tôm sú, 100g cà rốt chúng ta ngâm chua và nửa ký bông súng, cốc hành lá, ớt sắt sợi. Theo đông y, thịt ếch được biết đến với vị ngọt, tính hàn, không độc, có tác dụng bổ dưỡng, cường tráng, an thai, lợi tiểu, chữa tam tích ở trẻ em, suy dinh dưỡng, phiền nhiệt, hư lao, chứng ngứa lở vân vân, giúp cơ thể khỏe mạnh, ăn ngon, ngủ ngon mỗi ngày để tăng cân. Bông súng là loại thực phẩm để chế biến các món ăn ngon như gỏi, salad, xào, nấu canh. Ếch và bông súng kết hợp với nhau tạo nên món ăn ngon, ghi đậm dấu ấn truyền thống. Bây giờ chúng ta cùng làm nhé. Và đầu tiên mình sẽ làm gì Đầu tiên mình sẽ sơ chế cái bông súng này. Thì bông súng khi chúng ta mua về thì chúng ta sẽ cắt cái vỏ sơ của nó đi. Thời gian chờ thì mình sẽ luộc cái tôm này. Thì tôm thì chúng ta lựa cái loại tôm sú. Thì chúng ta sẽ luộc cái tôm này. Rồi khi luộc tôm thì Khánh Huyền lưu ý là chúng ta cho vào đây khoảng một chút xíu muối cho nó đậm đà. Rồi bên cạnh đó để khử mùi tanh của tôm thì chúng ta có thể sử dụng một ít cái vỏ chanh. Vỏ chanh, khi chúng ta cắt vỏ vỏ chanh đi thì chúng ta có thể sử dụng vỏ chanh. Nhân tiện ăn cắt cái nước cốt chanh để lát chúng ta làm thì chúng ta sẽ sử dụng luôn cái vỏ chanh. Mình sẽ vắt cái vỏ chanh. Rồi mình sẽ cho vào đây khoảng 2 đến 3 cái vỏ chanh. Khi chúng ta luộc tôm thì Khánh Huyền lưu ý, cũng quý vị khán giả lưu ý là cái tôm này khi chúng ta luộc thì nó phải sôi lên. Nếu chúng ta luộc cái độ sôi nó không đủ hoặc là sôi quá thì tôm bị bở, hoặc là cái độ sôi không đủ thì cái tôm của chúng ta cũng bị bở luôn. Mặc dù tôm của chúng ta là tôm tươi. Cho nên một số quý vị khán giả ở nhà chúng ta làm món tôm này, chúng ta luộc chúng ta không biết cắt. Tôm rất là ngon nhưng mà chúng ta không biết cắt luộc thì cái tôm nó sẽ bị bở. Thế là mình để nước thật sôi đúng không anh? Và để lửa to hay sao? Nước thật sôi, chúng ta nhìn cái tôm nó sôi và để biết được con tôm nó chín thì nó nổi lên trên mặt. Rồi bây giờ tôm chúng ta thấy nó nổi lên trên mặt, chúng ta sẽ vớt ra. Là chín rồi đó phải không ạ? Cái phần cọng của bông súng mình đã tước xong thì mình sẽ làm gì tiếp anh ha? Rồi sau khi mình tước xong mình sẽ cắt khúc khoảng 3-4cm, mình sẽ chẻ nó ra làm tư. Trong lúc thời gian chờ Khánh Huyền cắt cái phần bông súng này thì mình sẽ ướp gia vị cho cái phần ếch. Mình sẽ ướp những gì vào ếch? Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ ướp vào đây một chút xíu hạt nêm, một chút xíu tiêu, một ít nước mắm, rồi một chút xíu tỏi băm, rồi chúng ta sẽ trộn đều nó lên. Rồi cái này cũng làm nguyên liệu thịt sống cho nên chúng ta có thể bỏ vào tủ mát để nó giữ được cái độ tươi của cái hải sản. Dạ. Thời gian chờ thì anh sẽ bóc cái tôm này. Nhưng có cần phải để lại đầu không anh? Và mình bỏ đầu luôn. Lát mình xào mình không có cần để đầu. Dạ. Tôm này quý vị có thể sử dụng hai dạng. Thứ nhất là chúng ta có thể cắt hạt lựu để cho các trẻ em ăn nó dễ hơn. Thứ hai là chúng ta để nguyên con chúng ta xào. Thì bữa nay mình sử dụng cái loại tôm nó nhỏ vừa phải thì chúng mình để nguyên một con như thế này thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Dạ. Rồi sau khi chúng ta sơ chế xong, bây giờ chúng ta sẽ bắt chảo nóng lên và chúng ta sẽ xào. Chúng ta cho dầu vô. Rồi mình sẽ cho tỏi. Khi mà các bạn cho tỏi và tỏi nó vàng rồi thì chúng ta sẽ hạ cái lửa nhỏ lại để cho tỏi nó không bị cháy. Rồi, cho cái gì trước anh ạ? Mình sẽ xào ếch trước. Chúng ta xào cho cái thịt ếch nó săn lại. Dạ. Rồi chúng ta cho vào đây một chút xíu nước. Sau khi xào ếch săn lại thì mình mới cho một chút nước. Đúng rồi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cho phần bông súng. Bông súng mình ăn sống cũng được mà đúng không anh? Đúng rồi, bông súng mình cho mình ăn sống cũng được. Dạ, cho nên lúc xào chắc mình không phải cần xào rất là nhanh, mình không cần phải xào kỹ. Dạ. Rồi tiếp theo mình cho vào đây cà rốt. Cho vừa phải thôi anh ha. Một ít hành lá và một ít ớt này chúng ta cũng cho vô luôn. Đảo nhanh tay. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nêm vào đây một ít nước cốt chanh, khoảng 2 muỗng súp. Ồ, cái mục đích để cho nước cốt chanh vào đây là để làm để gì? Tạo cho nó có cái vị chua nhẹ nhẹ. Lúc đầu anh Thịnh đã ướp đầy đủ vào trong thịt ếch rồi cho nên bây giờ Huyền thấy anh không có nêm nếm thêm. Đúng rồi, mình không cần phải nêm nếm thêm nữa tại vì thịt đã thấm vào trong thịt rồi. Rồi cuối cùng mình sẽ cho vào đây một muỗng cà phê ớt bột. Khi chúng ta cho ớt bột thì chúng ta tắt bếp
chúng ta sẽ cho vô. Còn nếu mà chúng ta mở bếp lên thì cái độ nóng nó làm cho chúng ta sẽ bị sảy. Lưu ý là một vấn đề đó. Mình đã từng bị cái cảm giác đó rồi, rất là khó chịu. Rồi mình sẽ cho một ít ớt bột, rồi mình sẽ sóc đều lên. Cuối cùng ta cho cái phần tôm. Huyền thấy là màu sắc chúng ta rất là đẹp. Có màu xanh, có màu đỏ, có màu trắng. Rồi món ăn đã hoàn tất. Trước khi xong chúng ta sẽ rắc thêm một ít tiêu lên nữa. Bây giờ mình sẽ trình bày. Anh Thịnh này, Huyền thấy đây là một món ăn, nói về ếch thì thường là mọi người nghĩ đó là một món ăn dân dã. Và cái trang trí của anh hôm nay Huyền thấy nó rất hương đồng gió Nội, rất là đẹp mắt. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chiêm ngưỡng trước khi chúng ta cùng thưởng thức món ăn này. Gọi là món xào nhưng nó có cái chua chua của nó rất là dễ ăn anh à. Rất là hay đúng không? Món này ngon quá và Huyền tin là cái món này nó lại còn cả phong phú về dinh dưỡng nữa. Rất là đầy đủ, vừa cả đạm, vừa cả rau, vitamin. Món này ăn với cơm nóng rất ngon, đúng không anh Thịnh?